Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Trên màn hình của các bạn là bộ trang phục Kera Học viện Pháp Thuật. Và video hôm nay đồng đoàn gửi tới các bạn với hai mục đích. Thứ nhất là hướng dẫn cho các bạn truy cập vào trang web sự kiện để tham gia sự kiện. Và thứ hai là video này cũng là nơi để các bạn có thể cùng nhau chia sẻ link và cùng nhau nhận được quà là bộ trang phục Kera này. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn truy cập vào trang web của sự kiện. Có hai cách để các bạn truy cập. Cách thứ nhất là các bạn truy cập trực tiếp từ trong game bằng cách là tại sân chính các bạn nhấn vào mục sự kiện. Tại mục sự kiện này các bạn nhấn vào cái phần quà chúc Tết. Đó, phần này nè. Rồi các bạn nhấn vào xem ngay. Đó, như vậy là các bạn đã truy cập luôn vào trang web và các bạn cũng tự đăng nhập luôn rồi. Các bạn chỉ cần tham gia sự kiện như bình thường thôi. Đó, đó là cách thứ nhất. Còn tiếp theo là cách thứ hai. Các bạn sẽ sử dụng một trình duyệt bất kỳ. Ở video này thì mình sẽ sử dụng trình duyệt Chrome. Và các bạn nhập đường link như sau. Thì đường link này mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận của video này. Các bạn nhớ chú ý theo dõi. Sau khi mà các bạn nhập xong đường link này, các bạn nhấn Enter. Và các bạn sẽ được chuyển tới trang web của sự kiện. Tại đây thì các bạn chưa thể tham gia được sự kiện, các bạn cần phải đăng nhập. Các bạn nhấn vào cái mục đăng nhập ở đầu cùng bên phải. Đó, và như vậy các bạn nhấn vào đó và các bạn đăng nhập vào trong trang của sự kiện. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn tìm tới cái mục gửi quà. Đấy, cái mục này nè. Các bạn nhấn vào cái chữ gửi quà này. Đó, và một đường link nó sẽ hiển thị cho các bạn. Và các bạn chỉ cần sao chép cái đường link này và các bạn gửi đi ở một nơi nào đó, ví dụ như là tại đây chẳng hạn. Tại đây các bạn cũng có thể gửi tại đây, hoặc là các bạn gửi cho bạn bè của mình để bạn bè của bạn nhấn vào cái link này và giúp cho các bạn có thể tích lũy đủ 20 lần gửi quà, và bạn bè của các bạn đồng thời cũng sẽ nhận được những phần quà tại in-game đó. Và nếu như may mắn, những phần quà được gửi vào hòm thư đó có thể chứa những phần quà giá trị như là 8.888 vàng, 888 quân huy, và hoặc là trang phục dư ca phát tài. Đó, rất là hấp dẫn. Và video ngày hôm nay của đồng đoàn Studio đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa giúp được nhiều cho các bạn, thì các bạn đừng quên để lại một like, một bình luận góp ý bên dưới. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của đồng đoàn Studio, thì đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông để có thể tiếp tục theo dõi đồng đoàn Studio và ủng hộ đồng đoàn Studio sản xuất ra những video chất lượng hơn nữa. Cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn có một ngày mới học tập và làm việc thật hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Yeah.